Vì Bồ Tát quán tất cả Pháp chẳng thể nắm bắt được như thế, nên chẳng tạo tác, vì chẳng tạo tác nên không sanh, vì không sanh nên không diệt, vì không diệt nên rốt ráo thanh tịnh, thường trụ bất biến. Vì sao? Vì đối với tất cả Pháp như lai xuất thế hoặc không xuất thế, vẫn an trụ Pháp tánh, an trụ Pháp giới, an trụ Pháp trụ, an trụ Pháp định, không sanh, không diệt, thường không biến đổi. Đại Bồ Tát ấy tâm thường không loạn, luôn luôn an trụ tác ý

như thật quán sát tất cả pháp tánh, hoàn toàn không có sở hữu lại đem thiện căn diệu tuệ này cho các hữu tình, cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô sở đắc làm phương tiện, khi hồi hướng quả vị đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng, hồi hướng để làm gì, hồi hướng về đâu, ba tâm như thế đều vĩnh viễn chẳng khởi, thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa mà dẫn nhiếp bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa mà dẫn nhiếp bố thí ba la mật đa? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, thì quán tất cả Pháp rỗng không, không có sở hữu, cụ thọ thiện hiện liền bạch phật thế nào là đại bồ tát quán tất cả pháp rỗng không không sở hữu phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa quán tánh của pháp không nội tánh của pháp không nội chẳng thể nắm bắt được quán tánh của pháp không ngoại tánh của pháp không ngoại chẳng thể nắm bắt được quán tánh của pháp không nội ngoại tánh của pháp không nội ngoại chẳng thể nắm bắt được quán tánh của pháp không không tánh của pháp không không chẳng thể nắm bắt được quán tánh của pháp không lớn tánh của pháp không lớn chẳng thể nắm bắt được quán tánh của pháp không thắng nghĩa tánh của pháp không thắng nghĩa chẳng thể nắm bắt được quán tánh của pháp không hữu vi tánh của pháp không hữu vi chẳng thể nắm bắt được quán tánh của pháp không vô vi tánh của pháp không vô vi chẳng thể nắm bắt được quán tánh của pháp không rốt giáo tánh của pháp không rốt ráo chẳng thể nắm bắt được, quán tánh của pháp không không biên giới, tánh của pháp không không biên giới chẳng thể nắm bắt được, quán tánh của pháp không tản mạn, tánh của pháp không tản mạn chẳng thể nắm bắt được, quán tánh của pháp không không đổi khác tánh của pháp không không đổi khác chẳng thể nắm bắt được. Quán tánh của pháp không bản tánh, tánh của pháp không bản tánh chẳng thể nắm bắt được. Quán tánh của pháp không tự tướng, tánh của pháp không tự tướng chẳng thể nắm bắt được. Quán tánh của pháp không cộng tướng, tánh của pháp không cộng tướng chẳng thể nắm bắt được. Quán tánh của pháp không tất cả pháp, tánh của pháp không tất cả pháp chẳng thể nắm bắt được.